Rồi, một mẫu túi chúng ta có thể đi tour, đi du lịch hoặc là có thể mang đi làm việc hàng ngày thường xuyên cũng được ha. Đây giới thiệu cho mọi người một mẫu túi CT02 của GV. Ok, thì đối với một mẫu túi như thế này chúng ta sẽ có một cái bao trùm bên ngoài như thế này ha. Đây là mã CT02 của GV. Đây là một mẫu túi đeo chéo nha mọi người. Ha, thì bên trong nó sẽ có một cái ngăn phụ ở phía đây như thế này, sẽ có một ngăn phụ ha. Và ngay đây là cái ngăn chính nha mọi người. Ha, ngăn chính mình sẽ có hai cách mở ha. Đây, ở đó và ở đây ha, là sẽ gồm có hai cách mở như thế này và nó sẽ có một cái ngăn nhỏ ha, chúng ta có thể đựng được các cái iPad ha, rất là tiện dụng luôn. Rồi, ở bên đây chúng ta cũng sẽ có một ngăn như thế này ha. Rồi, ở đây là một ngăn lưới nè, chúng ta có sẵn ha, cộng dây sạc nè, cộng này cộng dây sạc USB ha. Đây ha, như thế này cực kỳ tiện dụng ha. Dây đeo cực kỳ chắc chắn và có thể tăng chỉnh và tháo rời dễ dàng nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng mua hàng của shop SBaker.